oanh kích từ trên cao, càn quét trên bộ, chọc sâu dưới lòng đất, bơm nước biển vào mê cung đường hầm. Israel liên tiếp tung đòn rắn tay, hoặc đè bẹp, hoặc nhấn chìm Hamas, tuyệt đối bác bỏ mọi yêu cầu ngừng bắn. Phía Hamas cũng đáp trả không khoan nhượng, giăng thiên la địa võng, chất nổ, cạm bẫy trùng trùng. Đôi bên cận chiến ác liệt, tình thế hiện nay đang ra sao? Dải đất hẹp Gaza bị bom đạn, tên lửa cày nát. Quan chức EU nói cảnh tận thế này còn tồi tệ hơn nước Đức trong thời Thế chiến thứ hai. Chưa hết, thủy đậu, viêm màng não và loạt bệnh nhiễm trùng khác đang lan khắp Gaza, lưỡi hái tử thần lờ lửng trên đầu. Ở diễn biến khác, sóng dữ xung đột xoáy tung Biển Đỏ, các tàu hàng quốc tế trở thành mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi. Tuyến vận tải toàn cầu bị đe dọa nghiêm trọng. Mỹ cảnh báo các chiến binh vi phạm luật pháp trắng trợn, tăng cường liên minh bảo vệ. Israel dàn sẵn tàu mang tên lửa đối phó. Iran cảnh báo rắn, tình hình căng như dây đàn. Chiến tranh cũng có nguy cơ thiêu đốt bờ Tây. Hamas hối chính quyền Palestine kháng cự vũ trang. Trong khi đó, cuộc chiến Đông Âu có diễn biến gì đáng chú ý? Có phải phương Tây đã cạn hy vọng vào Ukraine? Vì đâu Hàn Quốc mạnh mẽ tuyên bố giăng địa ngục chờ Triều Tiên, nói nước láng giềng chỉ có hai lựa chọn, hòa bình hoặc hủy diệt. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới trong tuần ngay sau đây. Chào đón quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thế giới trong tuần, tổng hợp những diễn biến đáng chú ý trên toàn cầu trong tuần qua. Và tôi là Tú Trinh. Thưa quý vị, bom rơi đạn lạc không ngừng ở hàng loạt điểm nóng, trong khi mối bất hòa của nhiều nước vẫn chưa hạ nhiệt. Thế giới như bị đặt trên vạt dầu sôi, hòa bình, an ninh trở nên cực kỳ mong manh. Trung Đông đang là nơi chứng kiến những hành động táo bạo và quyết liệt của nhiều bên. Nỗi bất an chiến tranh bùng phát dữ dội, bủa vây khu vực. Trước tiên, hãy nhìn lại cuộc chiến không khoan nhượng giữa Israel và Hamas. Tuần qua, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào mê cung đường hầm phức tạp của Hamas ở Gaza, kéo theo đó là muôn vàn nỗi lo cho an nguy của các con tin đã rơi vào tay nhóm chiến binh này từ ngày 7 tháng 10. Wall Street Journal vào hôm 12 tháng 12 cho biết quá trình làm ngập các đường hầm của Hamas dự kiến kéo dài nhiều tuần. Israel tin rằng các thành viên Hamas đang trú ẩn và cất giữ nhiều đạn pháo dưới các mê cung phức tạp của mình. Trong khi đó, nhiều giới chức khác của Mỹ lo ngại nước biển sẽ đe dọa nguồn cung nước sạch của Gaza. ABC News tuần qua đăng báo cáo tương tự và cho rằng kế hoạch làm ngập các hầm ngầm của đối phương cho thấy hạn chế của Israel trong việc đánh giá hiệu quả tác chiến. Al Jazeera vào hôm 15 tháng 12 đưa tin lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố giai đoạn thử nghiệm làm ngập hầm của Hamas đã thành công. Vào hôm 14 tháng 12, The Times of Israel cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã hội đàm với Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan khi quan chức này thăm nhà nước Do Thái. Trong cuộc gặp, ông Gallant nói rằng cuộc chiến chống Hamas ở Gaza sẽ kéo dài hơn vài tháng. Hamas là một tổ chức cực đoan, xây dựng lực lượng suốt hơn một thập kỷ để chống lại Israel. Họ xây cơ sở hạ tầng cả ở dưới lòng đất và trên mặt đất, nên không dễ bị tiêu diệt, cần một khoảng thời gian có thể là hơn vài tháng. Nhưng chúng tôi sẽ chiến thắng và diệt trừ nhóm chiến binh, ông Gallant nói. Trước diễn biến trên, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 12 đã bày tỏ lo ngại cho an toàn của các con tin. Theo Reuters, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần qua, ông Biden nói về vấn đề làm ngập các đường hầm, hiện có những khẳng định khá chắc chắn là không có con tin nào bị giam dưới những đường hầm mục tiêu. Nhưng trên thực tế, tôi không dám chắc điều đó. Bất kỳ thương vong nào đối với dân thường đều là bi kịch của đất nước. Israel đã bày tỏ ý định hạn chế thương vong của dân thường và họ nhấn mạnh nói đi đôi với làm, ông Biden cho biết thêm. Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN vào hôm 12 tháng 12 rằng Israel đã nói rõ với Washington về việc thử nghiệm cẩn thận khi bắt đầu bơm nước biển làm ngập một số đường hầm của Hamas. Ban đầu, Israel sẽ tiến hành ở quy mô hạn chế và sẽ đánh giá đầy đủ trước khi mạnh tay hơn. Quan chức Mỹ cho biết người Israel vẫn không chắc chắn liệu kế hoạch làm ngập đường hầm có hiệu quả hay không, nhưng nhà nước Do Thái nhấn mạnh sẽ không gây ảnh hưởng đến các con tin.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết họ tin rằng 135 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, một số người trong đó được cho là công dân Mỹ. Quân đội Israel hồi đầu tháng này cho biết họ đã phá hủy ít nhất 500 đường hầm ở Gaza và phát hiện hơn 800 đường hầm khác. Tuần trước, IDF cho biết nhiều đường hầm nằm trong khu vực dân sự. Năm 2021, Hamas tuyên bố đã xây dựng 500 km đường hầm bên dưới dải Gaza, dù không rõ con số này có bị phóng đại lên hay không, theo CNN. Mê cung đường hầm đang là lá chắn cực mạnh cho Hamas, khiến cho Israel thừa nhận không dễ gì phá vỡ. Tuần qua, thì Tel Aviv tiếp tục dồn lực chọc sâu xuống lòng đất và xâm nhập vào thế giới ngầm của đối thủ ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant nói, binh sĩ Israel đang xác định cơ sở hạ tầng của Hamas và phá hủy nó. Theo CNN, trong chuyến thăm trụ sở sư đoàn ở miền nam Israel, ông Gallant cũng cho biết quân đội đã xác định được vị trí các anh em của Ahmed Randor, chỉ huy lữ đoàn phương Bắc của Hamas đã bị triệt hạ. Ông Gallant cho biết, sau khi quân Israel loại bỏ Randor, những người anh em của ông ta đã đầu hàng và đang cung cấp thông tin cho Israel. Bộ trưởng Quốc phòng nói thêm, cơ sở hạ tầng của Hamas ở thành phố Gaza và các khu vực xung quanh đang trên bờ vực sụp đổ. Các hoạt động quân sự của Israel đang được tiến hành cả bên trên và bên dưới mặt đất. Ông Gallant khẳng định, quân đội của chúng tôi cũng tiến sâu xuống lòng đất để xác định vị trí các bon ke, trung tâm chỉ huy, phòng liên lạc và kho vũ khí của Hamas. Ăn miếng trả miếng, Hamas cũng đáp trả lại Israel ác liệt, giăng cạm bẫy chất nổ và cận chiến không khoan nhượng. Các màn đỏ hỏa lực diễn ra ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và thành phố Khan Yunis ở miền Nam. Các chất nổ được Hamas cài cắm tinh vi dưới nhiều đường hầm, tạo ra nguy hiểm rình rập. Cuộc chiến vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Liên Hiệp Quốc ngày 12 tháng 12 yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức để tiến hành cứu trợ nhân đạo. Khi Israel tăng cường và kéo dài các cuộc không kích đáp trả Hamas, cộng đồng quốc tế ngày càng phản đối quốc gia Do Thái vì đã gây thương vong quá lớn. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát, có ít nhất 18.600 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 50.500 người khác bị thương ở Gaza từ ngày 7 tháng 10. Hàng ngàn người khác e rằng vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, Israel thì luôn khẳng định nước này sẽ tung cú đấm thép cho đến khi nào đạt mục tiêu triệt hạ được Hamas. Thế nhưng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Abdollahian nói rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chính quyền Palestine cũng cho đó là điều viển vông. Tại sao như vậy? Trong bài phát biểu tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tuần qua, Ngoại trưởng Iran Amira Abdollahian mô tả Hamas là một phong trào đấu tranh vì tự do. Đề cập đến vấn đề con tin, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh Hamas sẽ chỉ trao trả con tin nếu Israel đưa ra một giải pháp chính trị cho xung đột. Trong một cuộc họp khác với những người đồng cấp từ các nước Trung Đông, ông Amira Abdollahian nêu rõ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chiến dịch quân sự của Israel và tội ác diệt chủng mà nhà nước này gây ra cần phải chấm dứt ngay lập tức. Phát biểu tại diễn đàn Doha ở Qatar vào hồi đầu tuần, Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh nói rằng chuyện Israel có thể tiêu diệt Hamas là phi thực tế vì Hamas là một phần không thể thiếu trong bức tranh chính trị của người Palestine. Khi được hỏi liệu chính quyền Palestine có sẵn sàng quản lý dải Gaza sau khi chiến sự kết thúc hay không, Thủ tướng Shtayyeh khẳng định chính quyền Palestine chưa bao giờ rời bỏ Gaza. Người dân của chúng tôi ở Gaza, đó là đất của chúng tôi. Suốt 17 năm và thậm chí là 30 năm qua, chính quyền Palestine đã cung cấp mọi hỗ trợ cho Gaza. Chúng tôi chịu trách nhiệm về nguồn nước, điện, vệ sinh, giáo dục và sức khỏe của dải đất này, ông nói với Al Jazeera. Thủ tướng Shtayyeh nói rằng mối quan tâm chính của người Palestine hiện nay là chấm dứt những hành động tàn bạo đang xảy ra. Chúng tôi cần một giải pháp chính trị toàn diện để chấm dứt nỗi đau mà người Palestine phải gánh chịu suốt 75 năm qua. Những sự kiện đau thương ở Palestine đâu phải là mới xảy ra từ ngày 7 tháng 10, ông bức xúc nói. Đề cập đến việc Mỹ phủ quyết đề xuất nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza của Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần, Thủ tướng Shtayyeh nói Mỹ nên chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công của Israel. Vấn đề không chỉ nằm ở Israel mà cả những bên bật đèn xanh để quốc gia Do Thái tiêu diệt người Palestine. Cần phải xem Washington như một bên tham gia phát động cuộc tấn công vào người Palestine ở Gaza và bờ Tây, ông gay gắt. Đau thương và tang tóc, hàng loạt khu vực ở Gaza bị san phẳng và chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu EU là ông Joseph Borrell đã mô tả dải đất hẹp
giờ đây rơi vào thảm họa không khác nào tận thế. Theo ông, mức tàn phá thậm chí là còn tồi tệ hơn những gì mà nước Đức trải qua trong Thế chiến thứ hai. Theo Times of Israel, ông Buren cho biết phản ứng quân sự của Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas đã dẫn đến thương vong đáng kinh ngạc với dân thường. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU một lần nữa lên án cuộc tấn công đẫm máu của Hamas vào Israel, song cũng lưu ý chiến dịch quân sự của Israel là không cân xứng xét về số dân thường thiệt mạng cũng như thiệt hại đối với tài sản và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Borrell dẫn số liệu của cơ quan y tế Gaza cho biết những nỗi đau mà người dân Gaza đang gánh chịu đặt ra một thách thức chưa từng thấy đối với cộng đồng quốc tế. Dân thường chiếm từ 60 đến 70% số ca tử vong, trong khi 85% dân số Gaza phải di dời. Không chỉ hứng chịu cảnh khói lửa lan tràn, người dân Gaza cũng phải đối mặt với cơn ác mộng khác mang tên bệnh dịch. CNN dẫn thông tin từ WHO cho biết hàng loạt các bệnh, bao gồm thủy đậu, viêm màng não và viêm đường hô hấp đang tấn công dải đất hẹp Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 12 cho biết đã ghi nhận khoảng 160 đến 165.000 ca bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi. Richard Peppercorn, đại diện của WHO ở Gaza, cập nhật thêm các trường hợp bị bệnh chốc lở, viêm màng não và vàng da cũng xuất hiện. WHO đang cố thiết lập các phòng khám di động ở Gaza để phân tích mẫu bệnh vàng da. Ông cũng cảnh báo điều kiện sống tồi tệ là nguyên nhân khiến cho bệnh dịch lan rộng. Trong báo cáo hôm 11 tháng 12, cơ quan y tế ở Gaza công bố có hơn 130.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp và 35.000 ca mắc bệnh ngoài da. Ít nhất 4.395 ca mắc thủy đậu, 17.511 trường hợp cháy rận và hơn 19.300 trường hợp mắc bệnh ghẻ. Dịch bệnh lây lan đã tạo thêm áp lực lên hệ thống y tế đã tê liệt ở Gaza. Chỉ còn 11 trong số 36 bệnh viện ở dải đất này còn hoạt động một phần trong điều kiện thiếu nhân viên y tế, trong khi số bệnh nhân tăng mạnh, ông Peppercorn cho biết thêm. Và chảo lửa ở Gaza chưa phải là tất cả. Trung Đông tuần qua cũng bị bóp nghẹt bởi hàng loạt các diễn biến đáng quan ngại. Vòng xoáy xung đột đã lan đến Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn trong tuần qua đã truyền đi thông điệp sắc lạnh kèm hành động quả quyết nhắm vào các tàu hàng thương mại đến cảng Israel. Theo Reuters, lực lượng Houthi tại Yemen hôm 12 tháng 12 cho biết đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhắm vào tàu chở dầu thương mại Strinda của Na Uy. Đây là hoạt động mới nhất nhằm phản đối việc Israel bắn phá dải Gaza. Người phát ngôn lực lượng Houthi là Yehia Saria trong một tuyên bố trên truyền hình cho hay nhóm này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của Na Uy sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ các cảnh báo của họ. Nhắc lại tuyên bố trước đó của Houthi, ông Saria khẳng định sẽ tiếp tục tấn công tất cả các tàu thuyền hướng tới các cảng của Israel cho đến khi Tel Aviv cho phép thực phẩm và viện trợ y tế được đưa vào dải Gaza, khu vực cách trụ sở của Houthi ở Sana'a hơn 1.600 km. Một quan chức Mỹ trước đó cho biết vụ tấn công tàu Strinda xảy ra cách eo biển Bab al-Mandab nằm giữa Yemen và Đông Bắc Châu Phi, khoảng 111 km về phía Bắc. Eo biển này dẫn tới Biển Đỏ, tuyến đường quan trọng hướng tới kênh đào Suez. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày 11 tháng 12 thông báo trên mạng xã hội X rằng tàu Strinda bị hư hại sau khi trúng tên lửa, song không ghi nhận thương vong. Tàu khu trục USS Mason của Hải quân Mỹ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ tàu Strinda và đang hỗ trợ. Tàu Strinda chở theo hóa chất có chiều dài 144 mét, được đóng vào năm 2006 và thuộc sở hữu của Mowinckel Chemical Tankers, công ty có trụ sở tại Bergen, Na Uy. Con tàu tiếp tục di chuyển trong vài giờ sau vụ tấn công. Dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kepler cho thấy Strinda đang vận chuyển dầu thực vật và nhiên liệu sinh học ở Malaysia hướng đến Venice, Ý. Hiện chưa rõ Strinda có liên hệ gì với Israel hay không. Phía Mowinckel Chemical Tankers hiện chưa đưa ra bình luận về việc này. Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn khu vực Biển Đỏ của Yemen. Houthi tuyên bố nhóm này là một phần trong trục kháng chiến nhằm vào Israel và tấn công các tàu thuyền trên tuyến đường vận tải quan trọng, đồng thời phóng máy bay không người lái, tên lửa vào Israel từ khi chiến sự Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10. Trước đó vào hôm 9 tháng 12, lực lượng này tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu tất cả tàu hướng tới Israel, bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.
Houthi có vẻ nói đi đôi với làm. Israel phản ứng ra sao? Không thể ngồi yên, Tel Aviv cảnh báo Houthi đang gây ra một mối đe dọa chiến lược cho hoạt động vận chuyển toàn cầu. Nhà nước Do Thái cũng tuyên bố sẽ triển khai tàu mang tên lửa, sẵn sàng đối phó. Sky News đưa tin hôm 12 tháng 12, cảng Ashdod của Israel khẳng định đang làm mọi thứ để mở lối vào các cảng của Israel, bất chấp thách thức từ chiến sự. Cảng này cũng khẳng định các mối đe dọa từ Houthi không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại của nước này. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mọi khâu vận hành, bao gồm bốc và dỡ hàng, cảng Ashdod nhấn mạnh. Được biết, Israel chủ yếu xuất và nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển. Cảng Ashdod ở phía nam và Haifa ở phía bắc là những cảng biển lớn nhất nước này. Có một cảng nhỏ hơn là Ashkelon nằm gần Gaza đã đóng cửa do chiến sự. Giữa những mối đe dọa từ Houthi, Hải quân Israel tuyên bố triển khai tàu mang tên lửa mới nhất ở Biển Đỏ. Cụ thể, IDF hôm 12 tháng 12 nói rằng quá trình vận hành 4 tàu hộ tống lớp Sa'ar-6 loại mới nhất đã hoàn thành. Và đây là lần đầu tiên một tàu tên lửa Sa'ar-6 được triển khai ở Biển Đỏ, giúp nước này tăng cường nỗ lực phòng vệ. Tuần này, INS Megan, tàu hộ tống lớp Sa'ar-6 đã lần đầu tiên neo tại cảng Eilat và tham gia vào các hoạt động tác chiến của Hải quân Israel. Trong khi đó, Mỹ hôm 12 tháng 12 đã lên tiếng kêu gọi một giải pháp quốc tế để xử lý những bất ổn sau vụ Houthi phóng tên lửa hành trình tấn công tàu thương mại của Na Uy. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder trong cuộc báo ngày 12 tháng 12 phát biểu, những hành động của lực lượng Houthi mà chúng ta đang chứng kiến là hành động nguy hiểm, gây bất ổn, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đây là một vấn đề ở phạm vi quốc tế và đòi hỏi một giải pháp quốc tế. Tướng Ryder cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ tới Trung Đông vào tuần tới, ghé thăm Israel, Qatar và Bahrain. Israel tuyên bố sẽ tự hành động chống lại Yemen nếu cộng đồng quốc tế không trấn áp lực lượng này. Không dừng ở chỉ trích và cảnh báo, Mỹ còn có động thái rắn tay hơn với mục tiêu gia tăng sức mạnh của Liên minh Hàng hải Biển Đỏ, tăng cường bảo vệ các tàu đi qua khu vực. Washington còn phát đi thông điệp tối quan trọng rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẽ không được dung thứ nếu tiếp tục chơi trò bạo lực. Thông điệp trên được đặc phái viên Hoa Kỳ tại Yemen là Tim Landerkin đưa ra trong một cuộc họp phỏng vấn với Reuters vào hôm 14 tháng 12. Quan chức này cho biết Mỹ đặt mục tiêu mở rộng lực lượng đặc nhiệm hải quân quốc tế hiện nay thành một liên minh quốc tế bảo vệ quyền tự do hàng hải. Lực lượng đặc nhiệm hiện tại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden được gọi là lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp 153. Đây là liên minh gồm 39 quốc gia do Phó Đô đốc Hạm đội 5 của Mỹ có trụ sở tại Bahrain chỉ huy. Và trước thông tin trên, thì Iran cảnh báo lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia mà Mỹ dự kiến thiết lập ở Biển Đỏ sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Phía Tehran đưa ra thông điệp trên sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Washington đang đàm phán với những quốc gia khác về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải để đảm bảo tàu thuyền đi qua Biển Đỏ an toàn, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Giữa lúc xung đột Hamas-Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tấn công tàu thuyền trên những tuyến đường vận chuyển quan trọng, phóng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng hơn ở Trung Đông. Trên thực tế, Biển Đỏ đã sụp sôi do các hoạt động quân sự của Houthi từ đầu tháng 10. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tàu chiến nước này hoạt động trong khu vực cũng bị chiếu tướng. Có hai máy bay không người lái nhắm bắn vào con tàu từ phía biển Yemen. Pháp nói tàu khu trục đa năng Languedoc đã chặn và phá hủy hai máy bay không người lái vào cuối tuần trước. Cả hai đều được phóng từ bờ biển Yemen xung quanh ao Hudaydah. Lực lượng Houthi còn tấn công và bắt giữ một số tàu có liên kết với Israel ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, một tuyến đường biển mà phần lớn dầu của thế giới được vận chuyển qua. Khu vực bờ Tây bị Israel chiếm đóng cũng đang nổi lửa. Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại đây đang leo thang khi Thủ tướng Israel tuần qua tuyên bố đề phòng khả năng đối đầu trực tiếp với chính quyền Palestine. Trong khi đó, lực lượng Hamas kêu gọi Palestine từ bỏ hiệp ước hòa bình, vùng dậy kháng cự vũ trang. Al Jazeera vào hôm 12 tháng 12 dẫn lời phát ngôn viên phía Palestine cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng quân đội Israel đang chuẩn bị khả năng đối đầu với chính quyền Palestine ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng.
Bình luận trên được đưa ra sau khi tập đoàn phát thanh công cộng Israel dẫn lời ông Netanyahu rằng chính phủ nhà nước Do Thái không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến với chính quyền Palestine và đã lên kế hoạch đối phó với tình huống đó. Phát ngôn viên chính quyền Palestine Nabil Abdul Radene chỉ ra những bình luận đó và cho thấy Israel có ý định tấn công bờ Tây và tiếp tục thổi bùng một cuộc chiến toàn diện ở dải Gaza và chiếm đóng Đông Jerusalem. Ông Radene cũng lên án đề xuất của ông Netanyahu về tương lai của Gaza thời hậu chiến, rằng dải đất hẹp này sẽ do chính quyền Palestine quản lý nhưng dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Phát ngôn viên cho rằng Israel muốn đẩy khu vực vào những cuộc chiến kéo dài vô tận, đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế. Theo Al Jazeera, Hamas cho rằng những bình luận gần đây của ông Netanyahu cho thấy ông ấy không quan tâm đến giải pháp chính trị và chỉ muốn củng cố sự chiếm đóng của Israel, đặc biệt là ở Jerusalem và đền thờ Al-Aqsa. Thông điệp trên được phía Hamas đưa ra sau khi Thủ tướng Netanyahu vào hôm 11 tháng 12 cáo buộc chính quyền Palestine tìm cách phá hủy Israel theo giai đoạn. Khác biệt giữa Hamas và chính quyền Palestine chỉ là Hamas muốn lập tức tiêu diệt Israel, còn chính quyền Palestine muốn tiến hành điều đó theo giai đoạn, ông Netanyahu cho biết. Hamas vừa qua kêu gọi Palestine và các cơ quan của chính quyền này từ bỏ Hiệp ước Oslo, ngừng phối hợp an ninh và chuyển sang kháng cự vũ trang. Còn ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban, xung đột cũng bùng phát không ngừng. Tuần qua có thông tin Israel đã sử dụng đạn phốt pho trắng do Mỹ cung cấp để tấn công vào miền nam nước láng giềng. Theo Reuters, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby ngày 11 tháng 12 nói rằng Mỹ quan ngại về thông tin Israel có thể đã sử dụng đạn phốt pho trắng trong một cuộc tấn công ở miền nam Liban. Theo ông Kirby, phốt pho trắng có công dụng chiếu sáng hoặc tạo ra khói nhằm che giấu các hoạt động di chuyển quân và việc sử dụng cho những mục đích quân sự này là hợp pháp. Tuy vậy, Hoa Kỳ không đồng ý dùng phốt pho trắng để tấn công. Sau khi Mỹ nêu quan ngại, phát ngôn viên chính của quân đội Israel là chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định quân Israel đang hoạt động hợp pháp và tuân theo luật pháp quốc tế ở cả biên giới phía Bắc và phía Nam của Israel. Ông nói thêm, Israel sẽ tiếp tục tuân thủ luật quốc tế khi tiến hành các chiến dịch quân sự. Israel khẳng định nước này không muốn bước vào một cuộc chiến hai mặt trận và cảnh báo kinh địch Hezbollah, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Liban, chớ manh động nếu không muốn lãnh hậu quả nghiêm trọng. Phía Tel Aviv chỉ ra lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Liban đang gia tăng các hành động khiêu khích nhằm vào Israel, bao gồm phóng một loạt tên lửa vào nhà nước Do Thái vào tối ngày 10 tháng 12. Chúng tôi nhắc lại rằng Israel không muốn rơi vào một cuộc chiến trên hai mặt trận, nhưng nếu Hezbollah quyết kéo Tel Aviv vào chiến tranh toàn diện, cả Hezbollah và nhà nước Liban sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng, ông Levy cảnh báo. Hezbollah là nhóm phiến quân được cho là do Iran hậu thuẫn. Nhóm phiến quân này tự tin sở hữu nhiều loại vũ khí, gồm rocket chính xác và phương tiện bay không người lái, có thể tấn công mọi ngóc ngách của Israel. Quân đội Israel và Hezbollah thường xuyên đụng độ trong thời gian dài, tuy nhiên đôi bên đã gia tăng các đòn ăn miếng trả miếng từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào hôm 7 tháng 10. Quý vị đã theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Tiếp theo là diễn biến liên quan đến chiến sự Đông Âu, nơi Nga và Ukraine cố áp đảo đối phương trong cuộc giằng co dai dẳng. RT dẫn lời một sếp tình báo Nga cho rằng phương Tây đang muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Moscow. Thế nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết từ chối. Điều đó khiến cho các nước bất mãn và thất vọng sâu sắc với nhà lãnh đạo này. Ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, hôm 11 tháng 12 cho rằng các quan chức phương Tây đang thảo luận về việc hậu thuẫn một người khác thay thế ông Zelensky để lãnh đạo đất nước Ukraine. Theo sếp tình báo Nga, ông Zelensky đang khiến cho phương Tây bất mãn vì nhiều lý do, mà quan trọng nhất là việc thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây. Người đứng đầu SVR nhận định, phương Tây cho rằng Tổng thống Ukraine đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn và không thỏa hiệp trong cuộc xung đột với Nga. Ông Naryshkin tuyên bố, trong trường hợp phương Tây cảm thấy nên đình chiến và đàm phán với Nga, rõ ràng ông Zelensky sẽ gây cản trở. Ngoài ra, thì sếp tình báo Nga còn nói rằng phương Tây cảm thấy bất mãn và thất vọng sâu sắc với Tổng thống Zelensky vì ông ấy không thực hiện được lời hứa đánh bại Nga trên chiến trường và để tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine cũng như thiếu tôn trọng khi làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài.
Theo ông, các cuộc thảo luận với ông Zelensky đã được thực hiện bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vào tháng 11 tại Brussels. Tuần qua, thì Tổng thống Zelensky cũng đã có chuyến thăm Mỹ và có bài phát biểu trước Thượng viện Hoa Kỳ nhằm kêu gọi thêm viện trợ quân sự. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo phải ra về tay trắng và vấp phải ánh mắt dò xét, nghi ngờ của các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ ở đồi Capitol vào hôm 13 tháng 12. Trong đó, ông tiếp tục kêu gọi Mỹ duy trì viện trợ quân sự cho Kiev khi cuộc chiến giữa nước này với Nga tiếp diễn. Thông tin được Reuters cập nhật cùng ngày. Mặc áo thun đen và quần màu ô liu, ông Zelensky đã được chào đón với tràng pháo tay giòn giã khi bước vào cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ Mỹ. Đi cùng với lãnh đạo Ukraine là ông Chuck Schumer, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, và Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Schumer sau đó chia sẻ với báo giới rằng Tổng thống Zelensky đã nói rõ là ông ấy cần được giúp đỡ để giành chiến thắng trước Nga. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng Hòa tỏ ra hoài nghi liệu nguồn viện trợ bổ sung có thực sự giúp cho Ukraine đánh bại Nga hay không, nhất là sau khi cuộc phản công mùa hè của Kiev không đạt được lợi ích đáng kể. Reuters cho hay trước trận chiến mùa đông cam go, hàng chục ngàn người dân đã thiệt mạng, ngân sách thâm hụt và Nga đã đạt bước tiến ở các mặt trận phía đông. Tổng thống Zelensky càng nóng ruột. Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết nhất với cựu Tổng thống Donald Trump, lại phản đối việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine và thắc mắc về mục tiêu cuộc chiến, cũng như tiền của Mỹ đang được chi tiêu như thế nào. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết, tin tình báo mới đây cho thấy Nga dường như tin rằng bế tắc quân sự trong mùa đông sẽ khiến cho phương Tây giảm hỗ trợ Ukraine và sau cùng sẽ mang lại lợi ích cho Moscow. Chuyến công du Hoa Kỳ của ông Zelensky diễn ra vào thời điểm rất khó khăn. Các quan chức Đảng Cộng Hòa đã bác yêu cầu của Nhà Trắng về việc ủng hộ cho Ukraine thêm 61,4 tỷ đô la. Sau bài phát biểu trước Thượng viện Mỹ, thì ông Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden cũng trong ngày 13 tháng 12. Khi tiếp đón lãnh đạo Ukraine ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nói rằng Điện Kremlin đang rất mong đợi Mỹ từ bỏ nỗ lực hỗ trợ Kiev. Trong cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 12 tháng 12, ông Biden cũng nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng đừng từ bỏ hy vọng vào cuộc chiến chống lại Nga. Trước đó, cùng ngày, ông Biden đã kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt gói viện trợ bổ sung trước khi nghỉ lễ. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 200 triệu đô la cho Ukraine, thấp hơn nhiều so với các khoản tiền hào phóng trước đó. Trong cuộc họp báo, ông Zelensky nói với Tổng thống Biden rằng Ukraine đang trở nên ít phụ thuộc hơn vào viện trợ nước ngoài. Ông Zelensky bày tỏ đánh giá cao sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong việc tăng cường năng lực phòng không, đồng thời nói thêm rằng Kiev đủ mạnh để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Moscow. Tổng thống Zelensky cho biết thật điên rồ nếu đề xuất Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga. Và không chỉ Mỹ mà nội bộ EU cũng bất đồng do vấn đề ủng hộ Ukraine. Theo Reuters, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người luôn tự hào về mối quan hệ lâu dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đe dọa phủ quyết các đề xuất viện trợ Ukraine và cho rằng Brussels phải có chính sách rõ ràng để bảo vệ lợi ích của khối EU và lợi ích của các nước thành viên. Trong một tin vui hiếm hoi cho Ukraine, EU hôm 14 tháng 12 đã quyết định mở các cuộc đối thoại về tư cách thành viên với Kiev. Đáng chú ý, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC đã bật đèn xanh tổ chức bầu cử tổng thống tại các vùng ở Ukraine mà Moscow kiểm soát một phần, bao gồm Luhansk, Donetsk ở phía đông và Zaporizhia, Kherson ở miền nam. Hãng thông tấn Interfax cho biết vào hôm 11 tháng 12. Trước đó, lực lượng vũ trang Nga và cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cũng nêu khả năng các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ở những khu vực nói trên, bất chấp các trận đánh vẫn tiếp diễn. Theo The Moscow Times, luật pháp của Nga cho phép CEC tổ chức bầu cử ở những khu vực đang trong tình trạng thiết quân luật sau khi tham khảo ý kiến với FSB và Bộ Quốc phòng. Điện Kremlin đã tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine hồi năm ngoái, bất chấp làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế. Hiện các vùng lãnh thổ nói trên đều không nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Hệ thống bầu cử ở 4 khu vực tại Ukraine sẽ diễn ra hiệu quả và chuyên nghiệp, Phó Chủ tịch CEC Nikolai Bulayev khẳng định. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước đã thông báo kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ 5.
CEC ấn định thời gian bỏ phiếu bầu cử tổng thống là vào ngày 15 đến 17 tháng 3 năm sau. Còn ở châu Á thì bán đảo Triều Tiên đang chứng kiến những màn khẩu chiến và răng đe đầy nguy hiểm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Hiệp ước quân sự giảm căng thẳng giữa hai nước bị đình chỉ. Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh tiếp tục chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. Hàn Quốc thậm chí đã dọa tạo địa ngục hủy diệt và nói rằng Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn, hòa bình hoặc bị hủy diệt. Hai miền Nam Bắc Triều lại dậy sóng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Wook-seo hôm 13 tháng 12 đe dọa Seoul sẽ tạo ra địa ngục hủy diệt để trả đũa mọi hành động liều lĩnh từ Triều Tiên. Theo CNA, cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng hồi tháng trước tuyên bố ngừng tuân thủ hiệp ước quân sự đã đạt được với Seoul vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước. Đây được xem là hành động đáp trả của Triều Tiên sau khi Hàn Quốc nói sẽ đình chỉ một phần thỏa thuận do vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dẫn lời Bộ trưởng Shin Wook-seo nêu rõ, Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn là hòa bình hoặc bị hủy diệt. Nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động liều lĩnh nào tổn hại hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt chờ đợi họ. Thông điệp trên được Bộ trưởng Shin đưa ra trong một cuộc gặp với các chỉ huy quân sự cấp cao, chưa đầy một tuần sau khi ông thăm đơn vị chỉ huy tên lửa ở miền nam đất nước. Ông Shin cho biết, cơ quan này có nhiệm vụ tấn công trái tim và đầu não của kẻ thù trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Triều Tiên đã bảo vệ các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của mình, gọi đó là quyền chủ quyền cần thiết để chống lại các hành động đáng ngại từ Mỹ và các đồng minh. Hôm 12 tháng 12, tờ Radom Shimun của Triều Tiên chỉ trích gay gắt cuộc tập trận của Mỹ với Úc và Nhật Bản, rằng các động thái khiêu khích và bá quyền của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh các liên minh chính là nguyên nhân gốc rễ gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự Hàn Quốc, Bộ trưởng Shin đã vạch ra các bước tăng cường năng lực của quân đội, bao gồm phóng vệ tinh nội địa, cải thiện phúc lợi cho binh lính, đồng thời tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ ba trục vốn được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến kế hoạch chiến tranh, trong đó kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nếu cần thiết. Hôm 12 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tăng 4,5% ngân sách quốc phòng trong năm tới nhằm tăng cường hệ thống ba trục bằng cách bổ sung tàu ngầm, tiêm kích F-35A của Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa. Đáng chú ý, hãng tin Yonhap dẫn lời một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc hôm 13 tháng 12 dự đoán Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân mới trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ, tức là vào tháng 11 năm sau. Mục tiêu là can thiệp vào cuộc bầu cử. Park Yong-han, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, đưa ra đánh giá nói trên khi các quan chức Seoul cho biết Bình Nhưỡng trong những tháng gần đây vẫn chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Theo đó, ông Park cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành các hành động khiêu khích nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm sau. Lần gần nhất Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân là vào tháng 9 năm 2017. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn bị đình trệ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam giữa Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Park, thì Triều Tiên sẽ duy trì chính sách về tăng cường vũ khí hạt nhân cả về số lượng lẫn chất lượng, đồng thời có thể thúc đẩy sản xuất hàng loạt các đầu đạn hạt nhân để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hồi tháng 9, thì Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để thực hiện chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân. Ông Kim đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này theo cấp số nhân. Theo vị chuyên gia, Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện các hành động khiêu khích nhằm làm suy yếu hợp tác an ninh giữa Seoul và Washington. Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã nỗ lực tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, chẳng hạn như việc thành lập nhóm tư vấn hạt nhân song phương trong năm nay để thảo luận về kế hoạch chiến lược và hạt nhân. Tuy nhiên, ông Park cũng lưu ý về hoạt động giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vào năm tới, khi hai nước này dự kiến sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nói, trong trường hợp của Trung Quốc, có khả năng ông Kim Jong-un sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh như một phần của việc tìm kiếm chiến lược tối ưu trong quan hệ với Hoa Kỳ và Triều Tiên. Và thưa quý vị và các bạn, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới trong tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.